Xin chào tất cả các bạn. Thầy rất vui lại được gặp các bạn trong buổi học của ngày hôm nay. Và thầy Đức Anh rất là vui bởi vì là được đồng hành cùng với các bạn trong suốt những chuyên đề vừa qua. Và chuyên đề ngày hôm nay là chuyên đề thứ năm thầy mang đến cho tất cả các bạn. Với cái chuyên đề thứ năm này thì thầy sẽ mang đến cho các bạn cái nội dung của chương trình học kỳ 1. À, đó là giải mã chuyên đề thơ thơ lớp 12 ở chương trình học kỳ 1 với cái chuyên đề giải mã chuyên đề thơ lớp 12 ở chương trình học kỳ 1 của các bạn thì thầy nghĩ là thầy sẽ điểm lại cho các bạn những cái bài thơ quan trọng mà các bạn cần phải ôn tập à, những cái bài thơ mà thầy nghĩ là cái xác suất rơi vào đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ rất là lớn sẽ rất là nhiều và thầy rất mong là cái quá trình mà các bạn ôn tập cùng thầy À, các bạn sẽ tích lũy được thật là nhiều kiến thức, à, ghi nhớ được à, thật là nhiều những điều hay và điều quan trọng hơn cả là các bạn cũng biết rằng do diễn tiến của dịch Covid à, năm 2020 này thì cái à, xu hướng ra đề thầy nghĩ rằng là sẽ tập trung khá nhiều vào các tác phẩm của chương trình học kỳ 1 và đó là lý do vì sao mà À, chương trình học kỳ 2 thì bộ giáo dục đã giảm tải cho các bạn khá nhiều Chỉ còn lại một số các tác phẩm Cho nên thầy muốn các bạn hãy ôn kỹ, thiệt là kỹ luôn nha các bạn Cho thầy những cái tác phẩm thơ ở chương trình lớp 12 học kỳ 1 Và mong rằng là cái bài mà ngày hôm nay thầy chia sẻ với các bạn à, Hãy ghi chép cho thật kỹ những cái điều mà các bạn cần cần lưu ý Thế chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học của ngày hôm nay ha Phần Đức Bảo Châu Xin, Xin chào, chào tất cả các bạn. các bạn. Châu sắp bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Do đó, hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu đến các bạn những phụ kiện mà tụi mình chọn để đem vào phòng thi nhé với các môn như văn, sử, địa, Châu sẽ chọn bút TL036 hay TL025 Bút của Thiên Long mực thường ra rất đều và liên tục khi viết rất là thoải mái, không hề cảm thấy bị mỏi tay Còn nếu bạn nào thích nét bút nhỏ, chọn bút TL079 TL027 hay TL095 Đặc biệt là cây TL027 Rất thân quen với học sinh tụi mình đó Thì các môn toán lý hóa Thì Đức cần những phụ kiện xịn sau đây thức SO028 hay thức SO02 với chất liệu bằng nhựa trong suốt vạch kẻ nhỏ giúp dễ dàng kẻ đường thẳng xác định góc đo và cung tròn một cách nhanh chóng Tiếp theo là con 3 TBC012 có thân bằng nhựa, nhỏ gọn và nhẹ dễ dàng vẽ những đường cong hình học khác nhau và dễ dàng thay bút chì khi đang sử dụng Đặc biệt, Đức khuyên các bạn nên sử dụng máy tính Flexio FX590VN Ngoài 453 tính năng cơ bản, còn có thêm hai tính năng phép chia, lấy số dư và thông báo sắp hết pin. Quan trọng hơn là máy tính này được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mang vào công ty. Để làm bài thi trắc nghiệm vừa nhanh vừa rõ ràng, Châu sẽ chọn bộ sản phẩm Kit 01. Bộ sản phẩm bao gồm hai bút chì bấm có chút mini trên thân bút, một ống min chì 2B tô nhanh khó gãy và một gom tẩy ít bụi siêu sạch tụi mình chọn thiên long bởi vì sản phẩm vừa đẹp vừa bền lại hợp với túi tiền nữa chứ vậy là các bạn đã có bí kíp để tự tin bước vào phòng thi rồi hãy ôn tập và làm bài thi thật tốt nhé chúc, chúc các, các bạn, bạn thành cao. công thì thầy nghĩ là cái câu hỏi mà các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất và rất là quan tâm luôn đấy là thầy hay gặp lắm đó là các bạn hay hỏi là thầy ơi vậy thì ở trong chương trình học kỳ 1 có rất là nhiều tác phẩm như vậy thì em phải ôn kỹ những cái tác phẩm nào và những tác phẩm thơ nào của học kỳ 1 lớp 12 sẽ là những tác phẩm nằm trong nội dung ra thi thì thầy trả lời luôn ngày hôm nay nhé các bạn chúng ta sẽ có 5 cái tác phẩm sau đây à, các bạn nhìn vào màn hình các bạn sẽ thấy được 5 cái tác phẩm đó là Việt Bắc của Tố Hữu Tây Tiến của Quang Dũng Sóng của Xuân Quỳnh, Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm và đàn guitar của Loca của Thanh Thảo. Trong uh, 5 cái tác phẩm này thì thầy muốn các bạn hãy đánh dấu sao vô giúp thầy ha, đánh dấu sao vô giúp thầy đó là 4 tác phẩm Việt Bắc, Tây Tiến, Sóng và Đất nước. Đấy là 4 tác phẩm mà thầy nghĩ là các bạn nên ưu tiên ôn trước và ôn kỹ. Đàn guitar của Loca của Thanh Thảo thì chúng ta cũng ôn, không phải là chúng ta bỏ qua. Uh, tuy nhiên thì uh, cái tác phẩm này nằm trong cái À, phần đọc thêm của cái ban giáo dục thường xuyên cho nên là thầy nghĩ là ở cái uh, đề thi chung dành cho tất cả các học sinh trên cả nước thì cái xác suất mà rơi vào đàn guitar của Loca sẽ thấp, thầy nói thấp chứ không phải là không có nên nếu ôn tập thầy muốn các bạn ưu tiên ôn trước cho thầy bốn tác phẩm: Việt Bắc, Tây Tiến, Sóng và Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Hai các bạn Thế thì nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ôn tập cụ thể lại với từng tác phẩm thơ này. Với cùng thi phẩm thì thầy nghĩ là có 5 cái thi phẩm quan trọng, chúng ta sẽ đi vào thi phẩm đầu tiên trước. À, các bạn có thể nhìn vào màn hình và chúng ta sẽ nói về thi phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Khi nhắc về thi phẩm Việt Bắc thì thầy nghĩ rằng là đây là một thi phẩm khá dài và trong sách giáo khoa các bạn nó lên tới hàng trăm câu và với cái dung lượng rất là dài như vậy thì chúng ta có phải học hết hay không? thì đương nhiên là thầy nghĩ rằng là cái xu hướng ra đề thi của bộ giáo dục và đào tạo thường sẽ là trích thơ cho các bạn trong văn bản tuy nhiên thì cũng không thể biết được là năm nào trích năm nào không thầy đang chỉ nói ở góc độ đó là thông thường bộ giáo dục và đào tạo sẽ trích dẫn à, nội dung của cái đoạn thơ đấy xin lỗi trích dẫn cái đoạn thơ đấy cho các bạn và khi trích dẫn cái đoạn thơ đấy cho các bạn thì cái điều gì sẽ xảy ra thầy nghĩ là à, các bạn sẽ có một cái xu hướng là à, chúng ta sẽ có một chút gì đó làm biếng để chúng ta học thơ đúng không? Thì thầy khuyên là để cảm thụ được thơ thì thầy nghĩ là các bạn nên thuộc thơ thì các bạn sẽ dễ cảm nhận hơn đúng không? Thì thầy nghĩ rằng là khi học Việt Bắc à, trong 98 cái câu thơ được trích ở trong sách giáo khoa của các bạn trong trình học kỳ 1 thì cái bài Việt Bắc này các bạn cần chú ý một số đoạn quan trọng Trước khi đi vào một số đoạn quan trọng đấy Thì thầy muốn các bạn hãy khắc ghi dùm thầy ba cái cụm từ Được coi là rất quan trọng và khá hay để nói về tác phẩm Việt Bắc này, đó là khúc hùng ca cách mạng, thứ hai là khúc tình ca kháng chiến và thứ ba là khúc khải hoàn ca đại thắng. Ở trên màn hình đã có các bạn có thể ghi nhận lại giúp thầy. Thầy nhắc lại khúc hùng ca cách mạng, khúc tình ca kháng chiến và khúc khải hoàn ca đại thắng. Với ba cái cụm từ này thì nó đã thâu tóm gần như là trọn vẹn cái nội dung mà chúng ta sẽ cần phải khai thác trong cái bài Việt Bắc này thì đầu tiên trước khi đi vào những cái nội dung cơ bản thầy muốn các bạn ghi nhớ giúp thầy một số những cái vấn đề về nhà thơ Tố Hữu. Thông thường các bạn là hay nhớ và cố gắng ghi nhớ về năm sinh năm mất rồi quê quán của tác giả. Thực ra thì cái phần ghi nhớ đấy sẽ không mang lại điểm số gì cho các bạn. Cái mà các bạn cần ghi nhớ là cái phong cách thơ của Tố Hữu. Thì thầy nghĩ là có một cái cụm từ đầu tiên mà thầy muốn các bạn phải nhớ đó là tố hữu là nhà thơ đúng không xuất thân từ xứ huế mộng mơ và ông chính là người đã bắt chiếc cầu nối linh diệu giữa hình thức thơ mới và thơ ca cách mạng à, thơ mới là một cái giai đoạn thơ là một cái phong trào thơ rất là đặc biệt à, trong văn học việt nam thì thầy nghĩ rằng là tố hữu chính là người đã bắt chiếc cầu nối linh diệu giữa thơ mới và thơ ca cách mạng và ông cũng chính là người đã đưa thơ chính trị đạt đến Một trình độ rất đổi trữ tình Như nhận xét của nhà thơ Xuân Diệu Như nhận xét của nhà thơ Xuân Diệu Ông làm thơ trữ tình à, Thì ít nhưng mà làm thơ chính trị Thì rất nhiều nhưng thơ chính trị của ông lại rất là tình Và chính vì thế cho nên là Xuân Diệu Mới nhận xét rằng là tối hữu à, Khi mà làm thơ chính trị ấy, Thì đã đạt đến một trình độ rất đổi trữ tình Và ông cũng chính Là cánh chim đầu đàn Đã vạch hướng cho cả nền thơ ca Việt Nam hiện đại Rẽ sang một cái hướng khác đó là thơ ca cách mạng thì thầy nghĩ rằng là với cái vai trò như vậy tố hữu xứng đáng à, được ghi nhận và được học ở trong chương trình ngữ văn à, lớp 12 của các bạn thì đấy là một vài điều mà thầy nghĩ là các bạn cần phải nhớ về tố hữu à, bên cạnh đó thì về nội dung của bài thơ Việt Bắc này à, sẽ có một số các cái vấn đề mà các bạn cần nắm à, cái đoạn mà bức tranh tứ bình tuyệt mỹ thầy nghĩ là sẽ là một cái đoạn rất là quan trọng mà các bạn buộc phải thuộc và buộc phải nhớ. Chắc là các bạn sẽ nhớ ở trong sách giáo khoa ban cơ bản cái đoạn này nó nằm thầy nhớ không lầm thì nó nằm ở trang 110 111 gì đó. Đó. Thì khi mà các bạn khai thác cái đoạn này thì cái bức tranh tứ bình tuyệt mỹ đó là cái bức tranh nào? Đó là cái chỗ mà hoa với người ấy, có đúng không? Câu lục thì tả cảnh hoa, câu bát ấy thì tả người Việt Bắc. Cái đoạn này là cả người Việt Bắc và thiên nhiên Việt Bắc hiện lên rất là tươi đẹp. À, mùa đông rồi mùa xuân rồi mùa hè, rồi mùa thu, đúng không? Các bạn còn nhớ mùa đông không? Rừng xanh, hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đã nón chút từng sợi giang, ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Cái đoạn này là đoạn mà các bạn sẽ phải khai thác khá kỹ. Và đề thi cũng đã khá nhiều lần đụng chạm tới cái đoạn đoạn thơ này. Nên là cái bức tranh tứ bình tuyệt mỹ này các bạn sẽ phải khai thác thiệt là kỹ cho thầy nhưng mà cái đặc biệt của từng cái à, cái mùa ở trong bài thơ thì thầy nghĩ là khi các bạn khai thác các bạn cũng phải nhận ra được là cũng phải nhận ra được Tố Hữu đã lấy cái màu đỏ độc quyền của mùa hè để vẽ mùa à, để vẽ mùa đông Tố Hữu đã lấy cái màu trắng độc quyền của mùa đông để vẽ mùa xuân rồi lại lấy màu vàng độc quyền của mùa thu để tả mùa hè rất là khác cho nên cái mùa các cái mùa của Việt Bắc nó rất là khác so với những mùa thông thường và trong cảm nhận của tố hữu thì nó đẹp biết là bao nhiêu. Đây chính là đoạn mà các bạn phải khai thác và khai thác kỹ cho thầy. Cái đoạn số 2 đó là bức tranh ra quân hùng tráng. Bức tranh ra quân hùng tráng đó là cái đoạn mà miêu tả cái cuộc ra quân để chuẩn bị cho cái chiến dịch điện biên phủ ấy các bạn. Thì các bạn để ý cho thầy là với cái đoạn trích này thì là rất nhiều bạn thí sinh sẽ có một cái tư tưởng đó là bỏ qua. Nhưng mà thầy nghĩ đây sẽ là một cái đoạn rất là quan trọng. À, những đường Việt Bắc của ta, cái đoạn đó đó các bạn. Những đường Việt Bắc của ta, đêm đêm rầm rập như là đất rung. Quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Nhìn đêm thăm thẳm xương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên. À, Tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc điện biên vui về Đấy, cái đoạn đấy các bạn thấy không? Vui từ Đồng Tháp An Khê, vui lên Việt Bắc đèo Gia Núi Hồng, cái đoạn thơ này là cái đoạn thơ mà thầy nghĩ các bạn không thể bỏ qua được. Thế trong cái bức tranh ra quân hùng tráng đó thì các bạn cứ nhớ cho thầy là đã gọi là ra quân vĩ đại và hùng tráng thì cái gì cũng ra quân này. Là con đường ra trận này, đúng không? Bộ đội chủ lực ra trận này. Cứ hai câu một các bạn, hai câu là những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung, đúng không? Thì là con đường ra trận. Rồi quân đi điệp điệp trùng trùng ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan thì là bộ đội chủ lực ra trận. Dân công đỏ đuốc từng đoàn bước chân nát đá muốn tàn lửa bay à, nghìn đêm thăm thẳm xương dày đấy thì các bạn thấy là dân công đỏ đuốc từng đoàn là đoàn dân công ra trận để phục vụ hỏa tuyến à, nghìn đêm thăm thẳm xương dày đèn pha bật sáng như ngày mai lên thì là đoàn xe ra trận đoàn xe ra trận và cuối cùng đó là tin vui chiến thắng hay còn gọi là bản đồ vui chiến thắng là có rất là nhiều các địa danh được liệt kê ở đó là bốn câu cuối của cái đoạn đó thấy thì thầy nghĩ là đây chính là đoạn mà các bạn cũng phải khai thác kỹ cái đoạn mà thầy nghĩ là các bạn cũng cần phải khai thác kỹ bên cạnh cái đoạn này nữa đó chính là cái tính dân tộc ở đây là một cái phần mà nó sẽ không có một cái đoạn nào cụ thể nhưng rất có thể đề thi sẽ yêu cầu các bạn là sẽ khai thác cái tính dân tộc trong cái tác phẩm này hay là tính sử thi gì đó đúng không thì khi khai thác tính dân tộc các bạn phải có khái niệm tính dân tộc là gì biểu hiện của tính dân tộc qua nội dung và hình thức của cái bài thơ hoặc của cái đoạn thơ và cái uh, tác dụng hay là ý nghĩa của tính dân tộc được gửi gắm trong đoạn thơ đấy hay trong bài thơ thì thầy nghĩ là đây sẽ là một cái đề một cái phần mà đề thi thường yêu cầu là à, yêu cầu các bạn à, phân tích hoặc là cảm nhận một đoạn thơ nào đó sau đó từ đó nhận xét về cái gì đó hoặc bình luận về cái gì đó thì rất có thể người ta sẽ yêu cầu các bạn bình luận về cái tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc đấy thì thầy nghĩ là đấy là những cái điều mà chúng ta sẽ không thể quên được tuy nhiên à, có một cái vấn đề mà thầy nghĩ à, chắc chắn tất cả các bạn ở đây cũng phải quan tâm đó là 8 câu thơ đầu của bài thơ Việt Bắc. À, các bạn có thể rất là dễ à, bị bỏ qua tám câu thơ đầu nó thể hiện cái khúc tình ca rất là sâu lắng rất là thiết tha giữa kẻ ở với người đi đó là tám câu thơ đầu mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng phong trong dạ bồn chồn bước đi, áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Đó là cái đoạn mà thầy gọi là khúc tình ca chia ly giữa kẻ ở với người đi. Kẻ ở ở đây chính là đồng bào Việt Bắc, còn người ra đi thì chính là cán bộ cách mạng về xuôi. À, về xuôi. Thì... Các bạn biết là cái câu cái câu chuyện chia tay này nó không phải là câu chuyện chia tay khi chúng ta không còn thương nhau nữa mà nó là lúc mà chúng ta vẫn còn đang rất là thiết tha nhưng do hoàn cảnh lịch sử thì cán bộ cách mạng phải trở về thủ đô Hà Nội. Và như tố hữu có nói là khi tôi về Hà Nội tôi đã để lại một phần đời ở Việt Bắc. À và đó là lý do ông mới viết bài thơ này cho nên với tất cả những thương nhớ đó tố hữu dồn vào trong cái đoạn thơ đầu đấy và cái đoạn thơ đầu đấy thì với người ở lại không? thì thương nhớ bật thành lời hỏi có hai câu hỏi còn với người ra đi thì lưu luyến biến thành im lặng nhưng người ra đi chỉ có im lặng cầm tay nhau biết nói gì hôm nay đấy thì các bạn thấy là trong cái đoạn mà tám câu đầu này các bạn cũng không thể bỏ qua được đấy đặc biệt nhất là thầy nghĩ là à, có ba cái bức tranh đấy khúc hùng ca cách mạng nó thể hiện ở chỗ bức tranh ra quân khúc tình ca kháng chiến nó thể hiện là tám câu đầu khúc khải hoàn ca đại thắng nó thể hiện ở cái khúc mà ra quân rồi giành được chiến thắng là khúc ra quân vĩ đại và giành được chiến thắng vân vân thì những cái này là những cái ý rất là quan trọng trong bài thơ việt bắc mà các bạn cần phải quan tâm tuy nhiên các bạn không phải là chỉ ôn tập những đoạn này trong Việt Bắc, bởi vì đã có năm và thầy nhớ là năm 2011. Thì đề thi à, tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia có yêu cầu các bạn phân tích và cảm nhận một đoạn trong bài thơ Việt Bắc. Cái đoạn mà nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điệu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô, nhớ sao lớp học y tờ, đồng khuya đúc sáng những giờ liên hoan. Ấy. Tức là không phải là chúng ta chỉ học những cái đoạn như thầy vừa nói mà chúng ta phải học hết, nhưng ba cái đoạn mà thầy vừa nói với các bạn sẽ là ba cái đoạn quan trọng các bạn ha. À như vậy thì thầy vừa ôn tập sơ lược lại cho các bạn một chút về Việt Bắc của Tố Hữu. À đúng không? À thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái tác phẩm thứ hai, đó là Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. À thầy còn nhớ là Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng xuất hiện trong đề thi à, dự bị của năm 2019 và cả nước hình như là chỉ có 3 thí sinh được làm cái đề thi dự bị này thôi. À, thì với bài thơ Tây Tiến, thầy nghĩ đây sẽ là một bài thơ mà sẽ không làm khó các bạn đâu. Bởi vì các bạn sẽ thích bài này và các bạn cũng học rất kỹ bài này. Và cũng là bài mà khá là dễ viết, khá là dễ để cảm nhận. Và thầy tin rằng tất cả các bạn sẽ làm tốt nếu như nó rơi vào Tây Tiến. Thì với Tây Tiến, à, các bạn hãy nhớ dùng thầy cái cụm từ. À, quan trọng sau đây, hãy nhìn vào trên màn hình dùm thầy. Thì trên màn hình có hai cái cụm từ rất là quan trọng. Thầy gọi Tây Tiến là bản giao hưởng của nỗi nhớ người lính. Đó là bản giao hưởng của nỗi nhớ người lính. Bởi vì nó được thai nghén nó được hoài thai từ cái nỗi nhớ của nhà thơ Quang Dũng đối với đồng đội. À, đối với lại binh đoàn Tây Tiến, cái binh đoàn mà ông đã trực tiếp tham gia ở đó với tư cách là đại đội trưởng. Còn cái... Cụm từ thứ hai mà các bạn cần nhớ cho thầy đó là hành khúc lãng mạn và hào hùng của thời hoa lửa. Đây là một hành khúc rất là lãng mạn và hào hùng của thời hoa lửa. Vậy với tác phẩm này thì các bạn cần nhớ cho thầy về nhà thơ Quang Dũng chứ đúng không? Hãy nhìn lên màn hình và thấy rằng là Quang Dũng xuất hiện ở trên màn hình của bạn với một cái bức chân dung khá là đẹp trai. Có đúng không? Và Quang Dũng không chỉ đẹp trai đâu mà còn rất là tài hoa. Vậy thì các bạn hãy nhớ dùng thầy cái cụm từ mà các bạn phải ghi nhớ đầu tiên đó chính là thi sĩ tài hoa của sứ đoài mây trắng đúng không cái cụm từ này rất là hay thi sĩ tài hoa của sứ đoài mây trắng à đấy là cái cụm từ mà thầy nghĩ các bạn khi giới thiệu thì nó sẽ à, nó sẽ rất là hay về tác giả thi sĩ tài hoa của sứ đoài mây trắng và ông cũng chính là cha đẻ của cái tác phẩm rất nổi tiếng đôi mắt người sơn tây à, thơ ông người ta bảo rằng là nó nằm ở ranh giới giữa thực và mơ như khói như mây mờ mờ ảo ảo như tiếng vọng từ chân trời xa vắng như tiếng vọng từ chân trời xa vắng và đấy là cái mà chúng ta sẽ phải nhớ về quang dũng tuy nhiên quang dũng cũng chính là cái cụm từ mà nãy thầy có nói à, là đại đội trưởng của binh đoàn tây tiến năm xưa à là đại đội trưởng của binh đoàn tây tiến năm xưa và khi nhắc về quang dũng thì chúng ta sẽ nhớ một vài điều cơ bản như vậy về ông À, còn về cái thi phẩm tây tiến thì chúng ta nhớ cái gì thầy nghĩ rằng là à, vì thầy đã gọi cái bài thơ này là bản giao hưởng của nỗi nhớ thì vì thế cho nên khi thầy gọi nó là bản giao hưởng của nỗi nhớ người lính thì thầy sẽ chia nó ra thành bốn đoạn thơ. Bốn đoạn thơ đấy thầy sẽ tương ứng với nó là mỗi một đoạn thơ sẽ là một chương khúc của nỗi nhớ. Như vậy chương khúc số 1 của nỗi nhớ thầy đặt cho nó cái đoạn đó là cuộc vạn lý trường trinh của binh đoàn Tây Tiến. Chương khúc số 2 của nỗi nhớ là những kỷ niệm đẹp của đời lính. Và chương khúc số 3 của nỗi nhớ đó là bức phù điêu bằng thơ về người lính. Và chương khúc số 4 thì là nhớ về tinh thần Tây Tiến. Bốn cái đoạn này ở trong sách giáo khoa của các bạn ấy, người ta đã chia rất là cụ thể rồi. Thì thầy nghĩ rằng là cái chương khúc số 1 của nỗi nhớ nhớ đã là cuộc vạn lý trường trinh của người lính Tây Tiến. Thì tức là chúng ta nói về những cái khó khăn vất vả trên chặng đường hành quân này, những khắc nghiệt về thời tiết này, à, những cái khó khăn hiểm trở về địa hình này, đúng không? Sự bí ẩn của rừng thiêng nước độc này, cái chết lúc nào cũng trực chờ có đúng không? Cái chết lúc nào cũng trực chờ. Nguyên cái đoạn 14 câu đầu đấy chính là cuộc vạn lý trường trinh của binh đoàn Tây Tiến. Thì khi khai thác, các bạn cứ nhớ khai thác là à, sự à, khắc nghiệt của thời tiết thì gồm có sương mù này, gồm có mưa rừng này, đúng không? À, sự hiểm trở của địa hình thì gồm có đèo dốc đường rừng, núi cao vực sâu, đúng không? Thác gần dữ dội. Có đúng chưa? Rồi, đấy là chưa kể đến cái yếu tố thứ ba cái sự khó khăn nữa. Đó là sự bí ẩn của rừng thiêng nước độc. À, chiều 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 oai linh thác gầm thét đêm đêm mường hịch cọp trêu người tức là lúc nào cũng có cảm giác như là cái sự rình rập của thiên nhiên tây tiến ấy nó nó đổ ập xuống cái binh đoàn này hay là À, cái yếu tố thứ tư đó là cái chết một trong những thử thách lớn lao nhất bất kỳ lúc nào cũng có thể ập xuống người lính và cái sự thử thách này nó thể hiện ở cái câu anh bạn dãi dầu không bước nữa gục lên súng mũ bỏ quên đời thì khi mà khai thác về cái cuộc vạn lý trường trinh của binh đoàn Tây Tiến này thầy nghĩ khi các bạn dùng những cái cụm từ đấy nó sẽ hay hơn là chúng ta dùng là những khó khăn mà người lính Tây Tiến phải trải qua cái cụm từ đấy thì nó sẽ chưa có à, chưa có cái chất văn chương thì các bạn có thể nhớ dùng thầy cụm từ đó là cuộc vạn lý trường trinh của người người lính Tây Tiến. Ở chương khúc số 2 của nỗi nhớ thì thầy gọi đấy là những kỷ niệm đẹp của đời lính. Đó là cái đoạn mà các bạn sẽ khai thác ở đoạn số 2. Thì cái đoạn số 2 nó có hai cái kỷ niệm các bạn. hai kỷ niệm. Thì kỷ niệm thứ nhất ấy là kỷ niệm là kỷ niệm vui. Kỷ niệm thứ hai á là kỷ niệm buồn. Như vậy nó có hai cái kỷ niệm rất là rõ hai các bạn. Kỷ niệm thứ nhất là kỷ niệm vui thì đó là cái đêm liên hoan lửa trại ở mát tình quân dân là bốn cái câu À, không? Bốn cái câu mà danh trại bừng lên hội đúc hoa kìa em xiêm áo tự bao giờ khèn lên man điệu nàng e ấp nhạc về viên chăn xây hồn thơ đấy thì các bạn à, thấy là cái kỷ niệm vui đúng không còn cái kỷ niệm buồn đó là cái buổi chia tay à, trong một cái chiều xương rất là bảng lãng người đi châu mộc chiều xương ấy có thấy hồn lau nèo bến bờ có nhớ dáng người trên độc mộc á các bạn thấy cái đoạn đấy đấy là cái đoạn mà chúng ta sẽ khai thác cái kỷ niệm buồn mà đã gọi là kỷ niệm thì dù vui hay buồn khi nó đã qua đi nó đã là kỷ niệm thì nó luôn đẹp nên thầy mới đặt cho nó cái nhan đề đó là những kỷ niệm đẹp của đời lính đúng không? Còn chương khúc số 3 của nỗi nhớ ấy, đó là cái đoạn mà năm ngoái năm 2019 đã ra đề thi à, trong cái đề thi dự bị và đề thi dự bị này đã được sử dụng nha các bạn đã được sử dụng. Đó là là cái đoạn mà khắc họa cái hình tượng trung tâm của tác phẩm đó là hình tượng người lính Tây Tiến, nhưng thầy muốn dùng một cái cụm từ cho nó có chất văn chương hơn, đó là bức phù điêu bằng thơ về người lính Tây Tiến. Thì cái trong cái bức phù điêu bằng thơ về người lính Tây Tiến này, Quang Dũng khắc họa cho các bạn bốn cái nét để khắc họa được bức phù điêu này. Quang Dũng sử dụng bốn nét vẽ để khắc họa. Cái thứ nhất, đó là khắc họa về ngoại hình của người lính Tây Tiến thì rất là kỳ lạ ngoại hình của người lính Tây Tiến rất là kỳ lạ. Đúng không? Thứ hai là về tâm hồn của người lính Tây Tiến thì chúng ta dùng từ đó là cao đẹp. Và thứ ba đó là lý tưởng của người lính Tây Tiến, đó là lý tưởng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. À, à tâm hồn, đúng không? Rồi lý tưởng và cuối cùng đó là sự hy sinh bi tráng của người lính Tây Tiến. Tương ứng với cái đoạn thơ 8 câu này thì bốn ý đấy, mỗi ý sẽ là hai câu. À, mỗi ý sẽ là hai câu. thì khi các bạn khai thác, các bạn sẽ phải khai thác được cái bức phù điêu bằng thơ này và thầy nghĩ là các bạn sẽ phân tích tốt cái đoạn này bởi vì nếu như các bạn nghe giảng thầy cô, các bạn nghe giảng, à, các bạn nghe giảng thầy cô, các bạn giảng kỹ là các bạn sẽ làm được hết. chương khúc số 4 của nỗi nhớ là nó nhấn mạnh lại cái tinh thần tây tiến năm xưa và khi nó nhấn mạnh lại cái tinh thần tây tiến năm xưa thì là bốn cái câu cuối hay còn gọi là khúc vĩ thanh đúng không là một cái khúc vĩ thanh trong cái chương khúc à, trong cái bản giao hưởng về nỗi nhớ này thì là bốn cái đoạn mà chúng ta sẽ phải khai thác về tây tiến ha như vậy thầy vừa ôn tập sơ lược lại cho bạn về tây tiến Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắc khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành Sức khỏe, Kinh tế, Xã hội nhân văn, Nghệ thuật mỹ thuật và Kỹ thuật công nghệ Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế Và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế Qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS Star Anh Quốc Và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, xét điểm học bạ Trung học phổ thông đạt một trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo hướng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận ngoài ra sinh viên lựa chọn theo học tại trường đại học nguyễn tất thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039 à, trên màn hình của các bạn là bức chân dung của một nữ thi sĩ rất xinh đẹp và tài hoa nhưng cũng bạc mệnh lắm đó là nữ thi sĩ Xuân Quỳnh và nhắc đến nữ thi sĩ Xuân Quỳnh hẳn là tất cả các bạn đều biết rằng là nữ hoàng thi ca tình yêu trước khi à, qua đời sau một vụ tai nạn giao thông rất là thảm khốc thì đã kịp để lại cho chúng ta bài thơ sóng với sóng thì các bạn nhớ dùng thầy hai cụm từ rất là hay luôn rất là 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 văn chương luôn thầy gọi sóng là một bông hoa nở dọc chiến hào bởi vì thi phẩm sóng này nằm trong cái tập thơ hoa dọc chiến hào của Xuân Quỳnh À, và cái cụm từ thứ hai Thầy gọi sóng chính là một truyền thuyết tuyệt đẹp Về tình yêu thời đánh Mỹ à, Tác phẩm ra đời giữa cái lúc mà Mọi người đang viết rất nhiều Về chiến tranh, về dân tộc Về đất nước Về cuộc chiến, cuộc kháng chiến chống Mỹ à, Xuân Quỳnh có vẻ như là Một vần thơ, là một cái hồn thơ Mà nhiều người đánh giá là lạc điệu Giữa thời cuộc à, Bởi vì À bà kể cái câu chuyện tình yêu mà lại là câu chuyện tình yêu đơn phương của một người con gái trong cái thời kỳ kháng chiến chống mỹ đó thế nhưng mà thực sự nó không lạc điệu đâu các bạn nó vẫn là một tình yêu nhưng đấy không chỉ là tình yêu đôi lứa đâu mà cái tình yêu đôi lứa đó còn được đặt trong bối cảnh của thời đại và à giữa biển lớn tình yêu làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu là cái tình yêu tổ quốc là tình yêu cộng đồng ấy để ngàn năm còn vỗ tức là nó không hề lạc điệu nó vẫn nằm trong dòng chảy chung của văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và đó là lý do vì sao thầy gọi đây là một truyền thuyết tuyệt đẹp của tình yêu, một truyền thuyết tuyệt đẹp về tình yêu thời đánh Mỹ hay là thời hoa lửa. Các bạn có thể dùng cụm từ đó với xuân quỳnh nữ hoàng thi ca tình yêu này à, có rất là nhiều thi phẩm được bạn bè à, được bạn bè cũng như là độc giả nhiều thế hệ yêu mến à, bởi vì thơ tình vốn dĩ là những cái bài thơ mà rất dễ à, chạm vào những dung cảm thơ của xuân quỳnh là kiểu thơ mà theo thầy là đọc xong một cái nó đi thẳng vào đây nó đi thẳng vào đây hình như nó không cần qua đây luôn nó không cần đi qua lý trí của chúng ta luôn nó đi thẳng vào trong tim của chúng ta có những vần thơ rất là hay em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi đấy thì đọc thấy nó rất là rung động và vì thế cho nên người ta mới gọi bà là nữ hoàng thi ca tình yêu hay là một bông hoa cỏ may biết hát lời tình ca Hoa cỏ may là một cái bài thơ cũng rất nổi tiếng của Xuân Quỳnh Một bông hoa cỏ may biết hát lời tình ca Một cánh chuồn yếu đuối và mỏng manh trong rông bão Nhưng đã sống một cuộc đời rất là mạnh mẽ trong tình yêu Và ở Xuân Quỳnh chúng ta thấy rất đáng tiếc Bởi vì bà đã ra đi cùng với người bạn đời của mình Đó là nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ Sau một vụ tai nạn rất thảm khốc vào mùa hè năm 1988 và mặc dù thi phẩm À, mặc dù là nhà thơ thì đã qua đời Nhưng những thi phẩm mà nữ thi sĩ để lại Thì còn sống mãi với chúng ta cho đến ngày hôm nay Và sóng là một trong số những tác phẩm đó Vậy thì khi đi khai thác thi phẩm sóng Chúng ta sẽ chú ý cái gì Bài sóng có tổng cộng là 9 khổ thơ Và mỗi một khổ thơ đó thầy ví nó như một con sóng Và mỗi một con sóng mang một sắc thái Một cung bậc, một điệu hồn riêng Và với con sóng thứ nhất Thầy gọi đó là những cung bậc cảm xúc của tình yêu Với con sóng thứ hai Thầy gọi đấy là À, rực rỡ tình yêu thời Thanh Xuân con sóng thứ ba thầy gọi đó là những ngẫm suy về tình yêu trước biển con sóng thứ tư thầy gọi đó là những băn khoăn của Xuân Quỳnh về nơi tình yêu bắt đầu con sóng thứ năm thì thầy lại gọi là nỗi nhớ trong tình yêu hay là lời tự thú trong tình yêu À, và con sóng thứ sáu thì thầy gọi đó là sự thủy chung trong tình yêu hay là la bàn của tình yêu và con sóng thứ bảy thì đó là niềm tin trong tình yêu và con sóng thứ tám là những âu lo trong tình yêu và con sóng thứ chín là ước muốn bất tử hóa tình yêu mỗi một con sóng nó đều có một cái tên gọi như vậy và thầy nghĩ là các bạn sẽ phải xoay quanh cái tên gọi này để chúng ta khai thác thầy lấy ví dụ khổ thơ mà được coi là đặc biệt nhất trong cái tác phẩm này trong cái thi phẩm này đó là con sóng thứ năm trong con sóng thứ năm thì chúng ta sẽ khai thác nỗi nhớ trong tình yêu mà các bạn biết rồi. Thi nhân Kim Cổm viết về tình yêu mà không viết về nỗi nhớ thì thực sự là chưa phải đã viết về tình yêu. Bởi vì viết về tình yêu là phải viết về nỗi nhớ. À, nhưng khi viết về nỗi nhớ thì mỗi người cái nỗi nhớ đấy trong mỗi trong thơ của mỗi một thi nhân nó lại rung ngân theo một cách rất là khác nhau. Và với Xuân Quỳnh thì cái khổ thơ này nó đặc biệt hơn tất thảy những khổ thơ khác vì độ dài. Đó là nó có tới 6 câu thơ trong khi những khổ thơ khác thì chỉ có 4 thôi. À, chỉ có bốn câu thơ thôi Thì đó cũng là lý do mà thầy muốn các bạn sẽ chú ý kỹ cho thầy cái khổ thơ thứ năm một chút Bởi vì xét ở góc độ đặc biệt thì đây là khổ thơ đặc biệt hơn tất cả những khổ thơ khác Thì các bạn sẽ cần phải ôn kỹ cái thi phẩm này Thầy nghĩ là trong 6, à, trong 9 cái khổ thơ này chúng ta không thể nào học tủ bất kỳ một khổ thơ nào đâu Đừng nghĩ là thầy nói là khổ thơ thứ năm nó đặc biệt Thì chúng ta sẽ chỉ học khổ thơ thứ năm Hãy học hết tất cả các khổ thơ và thầy đoán sóng của Xuân Quỳnh năm nay sẽ là một trong những tác phẩm mà các bạn cần ưu tiên nằm trong top 3 ôn thi các bạn nhé. À, thì thầy nghĩ là các bạn nên ôn kỹ cái tác phẩm này. À, thế thì tạm để lại câu chuyện tình yêu sang một bên, chúng ta sẽ nói về một câu chuyện tình yêu khác, đó là câu chuyện tình yêu lớn lao hơn, tình yêu đôi lứa, đó là tình yêu đất nước, tình yêu tổ quốc. Hãy đến với đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Thầy gọi đất nước của Nguyễn Khoa Điềm là khúc nhạc thiêng liêng, thức tình, tình yêu tổ quốc. Và thầy nhớ không lầm, thì cái tác phẩm đất nước này mới ra cách đây thôi, mới ra cách đây vài năm thôi và nếu thầy nhớ không lầm thì nó được ra vào năm 2017 nó được ra vào năm 2017 à, hay là 18 nhỉ thì nhớ là như năm 2017 đấy đúng rồi năm 17 và khi mà nó được ra thì nó ra lại một cái đoạn mà đã từng ra cách đó từ năm 2013 đó là cái đoạn số 2 trong cái bài thơ đất nước cho nên là đây sẽ là một tác phẩm mà dù nó đã ra đi ra lại khá là nhiều lần Thầy vẫn muốn các bạn sẽ phải ôn kỹ bởi vì cũng không biết chừng đến năm 2020 của các bạn Thì nó lại ra lại một lần nữa Và nó ra đoạn khác thì sao? Đúng không? Thế thì đầu tiên với đất nước hãy nhớ cụm từ đầu tiên là khúc nhạc thiêng liêng thức tỉnh tình yêu tổ quốc Nguyễn Khoa Điềm viết cái 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 trường ca mặt đường khát vọng vào cái thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn rất là ác liệt và rất nhiều thanh niên vùng đô thị tạm chiếm miền Nam bị ru ngủ trong một thứ luận điệu sặc mùi thực dân, sặc mùi đế quốc. Đế quốc Mỹ đã bảo rằng là biên giới của Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17 và ở đâu có tiền, ở đâu có đô la, ở đâu có sung sướng thì ở đó chính là tổ quốc. Và rất nhiều thanh niên vùng đô thị tạm chiếm miền Nam đã lớn lên với cái luận điệu xảo trá, sặc mùi đế quốc như vậy của đế quốc Mỹ. Và họ không hiểu được về đất nước trước rất nhiều những cái sự băng hoại thì thầy nghĩ rằng tình yêu nước trong cái giai đoạn đó cần phải được thức tỉnh và Nguyễn Khoa Điềm đã ý thức được điều đó nên ông đã viết trường ca mặt đường khát vọng trong đó đất nước là một chương đặc biệt đó là chương số 5 trong trường ca này đó, ông ấy viết giữa những ngày mà B-52 được dội xuống liên tục trên bầu trời thì tác phẩm này đã ra đời ngay dưới hầm trú ẩn và cái chương này được viết ngay trong hầm trú ẩn và nó được cộng hưởng bởi khói bom, bởi mưa rừng và nguyễn khoa điềm đã hoàn thành cái trường ca mặt đường khát vọng cũng như chương số 5 này với tất cả những cái ưu tư của ông dành cho thế hệ và có những đoạn trước khi ông viết cái đoạn này, trước khi ông viết cái đoạn đất nước này thì có những cái đoạn phía trước những cái chương phía trước giọng điệu của nguyễn khoa điềm rất là gay gắt anh là đứa con bất hạnh của chiến tranh, đứa con hoang của văn minh người Mỹ, chúng đẻ các anh trên giường đô la và vũ khí, bú mớm cho các anh là lối sống Hoa Kỳ. Gay gắt lắm, nhưng mà đến cái đoạn thơ đất nước này thì Nguyễn Khoa Điềm tỏ ra bằng một giọng điệu tâm tình rất là ngọt ngào. Đó là cái 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 kiểu thơ mà thầy nghĩ là đã mượn câu chuyện tình yêu của anh với em để kể câu chuyện về đất nước. Và vì thế cho nên Nguyễn Khoa Điềm là một trong những cái thi sĩ mà thầy thấy rất là ấn tượng, đó là thi sĩ của ngôi nhà có ngọn lửa ấm, đó là thi sĩ của trường ca mặt đường khát vọng và đây cũng chính là một trong những thi sĩ với một giọng điệu thơ rất riêng. Ông là người cùng thời với Xuân Quỳnh. Cùng thế hệ các nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ với ông có thể kể đến như là Phạm Tiến Duật này, Nguyễn Duy này, Xuân Quỳnh này. Đấy, hay là lâm thị mỹ dạ rất nhiều những cái nhà thơ như vậy thì bạn thấy là người ta bảo rằng là các nhà thơ trẻ của thời kỳ kháng chiến chống mỹ đã làm nên một dàn đồng ca với những giọng thơ vô cùng phong phú một xuân quỳnh đầm thắm yêu thương một phạm tiến duật rất là trẻ trung và sôi nổi một nguyễn duy rất là sắc sảo và hóm hình thì nguyễn khoa điểm lại góp vào cái dàn đồng ca đó bằng một giọng thơ trầm tĩnh và lắng sâu và xuân quỳnh à, thì mang đến một bài thơ về tình yêu đất à, xin lỗi về tình yêu đôi lứa còn Nguyễn Khoa Điềm thì mang đến một bài thơ về tình yêu tổ quốc. À, thì với cái à, cái cái bài thơ đất nước này, chúng ta sẽ khai thác những yếu tố nào? Chúng ta sẽ phải trả lời các câu hỏi sau đây: đất nước có từ bao giờ? Đất nước là gì? Đất nước như thế nào trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai? Đó là ba câu hỏi đầu tiên trước. Thì đất nước có từ bao giờ là cái đoạn đầu ấy các bạn. À từ cái chỗ mà khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa ngày xưa mẹ thường hay kể, nó là 9 câu thơ đầu. Nó là 9 câu thơ đầu. Đất nước là gì? Là ra đề thi mấy năm liền đó các bạn, thầy nhớ là năm 2013 thì phải và năm 2017 thì phải là cái đoạn số 2, đó là đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm. Đất nước là nơi ta hò hẹn đấy các bạn Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm Nguyên cái đoạn đó Cho đến cái chỗ hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu nhớ ngày dỗ tổ Đấy là cái đoạn đất nước là gì Chúng ta khai thác cái đoạn đấy Và đoạn số 3 là đất nước như nào trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước khi hai đứa cầm tay đất nước chúng ta hài hòa nồng thắm Khi chúng ta cầm tay mọi người đất nước vẹn tròn to lớn Đấy, đấy là đất nước ở trong hiện tại đất nước trong tương lai là mai này con ta lớn lên con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày mơ mộng đấy rồi thì cái đoạn cái câu hỏi số 4 đó là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước là gì thì là à, phải biết gắn bó và san sẻ phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở để làm nên đất nước muôn đời đó là trách nhiệm thì cái đoạn này cũng là một trong những đoạn mà các bạn phải khai thác thì là kỹ cho thầy. Và trong cái bối cảnh mà dịch Covid như thế này thì cũng rất có thể là cái đoạn mà nó khai thác cái yếu tố này sẽ yêu cầu ra đề thi, sẽ nằm trong đề thi thì thầy yêu cầu các bạn là nên xem kỹ cái đoạn đất nước trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Và cái đoạn tiếp theo là câu hỏi số 5 đó là đất nước là sự hóa thân của ai? Thì đất nước là sự hóa thân của nhân dân là cái đoạn mà những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn chống mái. Cái đoạn nào đó, đó các bạn, đó không? Rồi, và cuối cùng là đất nước của nhân dân đất nước là của ai thì đất nước chính là của nhân dân cái câu hỏi đấy các bạn sẽ trả lời ở cái đoạn cuối và cũng là đoạn dài nhất nhưng cũng là đoạn tập trung cái tư tưởng cốt lõi của bài thơ đất nước này đó là đất nước của nhân dân đất nước của ca dao thần thoại thì nó bắt đầu bằng cái chỗ em ơi em hãy nhìn rất xa và bốn nghìn năm đất nước năm tháng nào cũng người người lớp lớp con gái con trai bằng tuổi chúng ta cần cù làm lụng cho đến hết và cái đoạn trích ở trong sách giáo khoa của các bạn là câu trả lời cho câu hỏi đất nước là của ai thì đất nước của nhân dân và người ta rất hay hỏi các bạn là cái quan niệm mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước là gì thì người ta hay nói rằng là đất nước là của vua chúa trước đây người ta hay quan niệm vậy đất nước là của các bậc anh hùng đất nước là của các bậc à, vua chúa của các bậc anh hùng hay đất nước của các triều đại phong kiến tạo dựng lên nhưng mà không đất nước trong quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm rất giản dị đất nước này là đất nước của nhân dân. Đấy là một cái quan niệm rất là mới mẻ, đúng không? Thì đã có năm năm 2017 thầy nhớ là có nhận xét về cái trong đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm đó có yêu cầu bạn nhận xét về cái quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước đó. Và như vậy thì chúng ta vừa đi xong bốn cái tác phẩm được coi là trọng điểm và thầy muốn các bạn một lần nữa nếu ai chưa đánh dấu sao hãy đánh dấu sao vào bốn cái tác phẩm này, còn có một tác phẩm cuối cùng đó là đàn guitar của Loca đây là một tác phẩm nằm trong chương trình đọc thêm của giáo dục thường xuyên, cho nên thầy nghĩ rằng cái xác suất mà rơi vào tác phẩm này sẽ thấp hơn những tác phẩm khác. Tuy vậy, thầy vẫn muốn dành cái thời lượng ở đây cuối cùng của video để chia sẻ nhanh với các bạn về cái thi phẩm này. Thầy gọi đàn guitar của Loca là một bi ca, là một bài thơ viếng người nghệ sĩ xứ sở Tây Ban Cầm. Loca là ai? Federico Garcia Loca là một thiên tài. Ông là một thiên tài ở rất nhiều lĩnh vực. Và Thanh Thảo, đã để loca ở trong lòng bằng một tình yêu rất đặc biệt với thơ của loca với cái nhân cách sống của loca thanh thảo đã viết cái bài thơ đàn guitar của loca này như một bi ca để tưởng nhớ nhà thơ đến từ xứ sở tây ban cầm này và thanh thảo là nhà thơ siêu thực xứ quảng ông có một cái cách viết thơ mà ở đó sẽ rất là thách thức đối với các bạn đó là trường phái thơ siêu thực tượng trưng đúng không? nên là sẽ hơi khó tiếp cận ở cái bài thơ này. tuy nhiên cũng không phải là một cái vấn đề gì quá khó khăn nếu như chúng ta là những người à, chú ý nghe giảng thì sẽ nắm được. đối với bài thơ này thì các bạn à, sẽ chú ý cho thầy cái ấn tượng à, về cái không gian tây ban nha mà thanh thảo vẽ ra trong cái thi phẩm. cái thứ hai đó là cái hình tượng trung tâm của tác phẩm đó là hình tượng loca là con chim họa mi của xứ ranada đã ngừng hót đúng không? Vào cái thời điểm mà khiến đó đọ... vào vào một cái thời điểm mà cả thế giới sững lặng trước sự ra đi của Federico Garcia Lorca thì Thanh Thảo đã chọn tái hiện cái khoảnh khắc bi phẫn nhất cuộc đời của Lorca khi Lorca bị điệu về bãi bắn và cái thứ ba đó là hình tượng tiếng đàn Lila 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 và đấy là tất cả những gì mà thầy nghĩ là các bạn sẽ phải khai thác về cái thi phẩm này à, còn về tự chung lại thì cái chuyên đề ngày hôm nay thầy đã cố gắng chắt lọc những cái điều quan trọng nhất mà các bạn cần nắm hy vọng là các bạn cũng nắm được một phần nào đó những cái kiến thức tuy chưa phải là đã đi được vào sâu sắc nhưng thầy mong rằng là sẽ có cơ hội để được trao đổi với các bạn nhiều hơn và sâu sắc hơn về từng nội dung mà thầy chỉ ra cho các bạn ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên đề ngày hôm sau những chuyên đề sẽ hữu ích hơn nữa và chúc các bạn ôn tập thật tốt chào tạm biệt các bạn để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực, những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng tiếp thêm sự tự tin chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. À, trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ trường Đọc Quốc tế Sài Gòn. Và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay, trải qua nhiều công việc khác nhau thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi. Tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học.